Rồi nhà mình xem tham khảo nha, một tác phẩm dúi tên gọi khác là Hòn Anh Mọc nha. Cái này siêu đẹp luôn nha mọi người. Cái này rất là già luôn. Cái này là mình nói rõ luôn là cái này là cái phần ngọn dúi. Cái ngọn dúi dâm ủ nha. Dâm ủ là đã ok rồi, sống khỏe rễ. Sống khỏe rồi. Ok rễ hết rồi nè. Cái này là cái ngọn chứ không phải là cái gốc cây nha nhà mình. Cái ngọn mình nói rõ. Xử lý mình nuôi cho nó sống khỏe rồi. Cái dúi Hòn Anh Mọc nha. Cái này hàng cũng rất VIP nha mọi người. Rất là già luôn. Cây này thì nó có tổng cái hòn này. Tổng cái hòn theo cái tay đo này, hòn mặt chữ này. Hòn xét mặt chậu là 160 nha. Đó, còn cái hòn ngay chỗ đây là hòn cổ 63. 63. Cao là 90 tính từ mặt chậu mà lên tới đỉnh nha. Chiều phóng tính từ cái gốc này mà ra cái ngọn là 105. Còn đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 70 nha. Thôi nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ý có nhà ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha. Theo số điện thoại 0366169369 nhà mình. Cây rất là côn luôn. Số đó cũng là số Zalo của nhà vườn luôn nha. Cây này mà gửi là gửi luôn chậu luôn. Cây này tì chừng nó đi ra này rất là dữ luôn nha. Rất là côn cây. Rất là già, nhìn nó lão cái cây. Cây này mà được cái gốc luôn là cháy cầu chì luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Cái này mà gốc là hàng VIP luôn nha mình. Nhưng mà bây giờ ngọn nhưng mà nó cũng thành gốc luôn rồi. Rễ đồ ra nó ra rễ là mình cũng tính gốc luôn rồi. Rễ này rất là nhiều luôn. Rễ nhiều lắm. Cây này thì nhà vườn chắc gửi luôn chậu rồi cho cây nó an toàn hơn. Rồi nhà mình xem tham khảo nha. Cây này rất là tương lai luôn nha. Đó nữa là cái rễ nhỏ đây cũng ra luôn nè. Nói chung là cái này nó thành gốc luôn rồi chứ không có mấy 2 năm rồi. Mình không có tính ngọn nữa. Cái này rất là lâu rồi. Nói chung là xuất phát từ là cái ngọn. Này, xuất phát từ cái ngọn nha. Nhưng mà bây giờ nó cũng thành cái gốc luôn rồi. Cây VIP luôn nha. Quá VIP luôn. Thì mình xem tham khảo luôn. Rất là lực cây. Cây này mình chắc thì mình về mình để mình nuôi một thời gian nữa là ok luôn. Thì mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ý có nhà ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0366169369 nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha.